Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và nhân dịp năm mới thì mình xin chúc toàn thể các bạn cùng với gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài phát lộc và gặp thật nhiều may mắn. Và trong cái video đầu năm nay thì mình sẽ làm review nhanh về 3 chai nước hoa của nhà nước hoa Jean Paul Gaultier. Thì đây là 3 chai nước hoa dành cho nam. Và nếu như mình không nhầm thì trong cái bộ sưu tập này nó tổng cộng là có 52 chai nước hoa. Nhưng mà mình đã lựa chọn ra 3 chai nước hoa rất là nổi tiếng, được rất nhiều người công nhận. Và nó cũng là những chai nước hoa khá là dễ tìm kiếm ở Việt Nam để có thể review cho các bạn. Đầu tiên đó chính là Le Male. Đây. Đó. Và Ultra Male. Đây. Và cuối cùng là Le Beau. Các bạn để nhìn này. Chai này nó hơi nhìn nó hơi nhỏ một chút. Thì mỗi chai nước hoa nó sẽ đang đến những cái mùi hương và những cái cảm xúc khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó mang đến những cái mùi hương như nào nha. Đầu tiên là cái phiên bản gốc Le Male này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó. Nó thiết kế rất là đẹp. Thì chai nước hoa này đã xuất hiện trong cái video về top 5 chai nước hoa đi bar cho nam giới mà mình đã từng làm gần đây nhất. Đó. Thì chai nước hoa này nó được ra mắt vào năm 1995, khá là lâu rồi. Sau khi mình đẻ khoảng tầm mấy năm thì chai nước hoa này được ra mắt. Và thậm chí đến nay thì có rất nhiều bạn trẻ sử dụng cái mùi hương này, mà thậm chí tuổi đời của bạn ý còn kém về chai nước hoa này. Thì theo những cái số liệu mà mình biết thì đến năm 2018 thì đây là chai nước hoa bán chạy nhất của nhà nước hoa Jean Paul Gaultier này tại Sephora. Thì các bạn có đủ biết là cái mùi hương này nó hấp dẫn và nó thu hút số đông người sử dụng như thế nào. Thì cái chai nước hoa này khi ra mắt ấy, thì nó nhận được cả hai cái luồng ý kiến trái chiều. Đó là một bên thì rất là thích, mà khi đã thích rồi thì họ có thể sưu tập full bộ này gồm 52 chai để bày. Và thực sự là những chai nước hoa này mà bày thì nó trông rất là đẹp, rất là bắt mắt. Còn một bên thì họ phản đối, họ phê phán chai nước hoa này khá là nhiều. Thì mình là một trong những người mà có thể nói rằng mình không thích cái mùi hương này. Đây thì mình xịt ra cho các bạn nha. Thực sự rằng đến bây giờ mình vẫn không thích được cái mùi hương này. Cái mùi hương này thì nó mở đầu bằng vị chua chua của chanh cùng với bạc hà, cùng với oải hương. Nhưng mà thực sự rằng có một chút gia vị là quế nữa, mình có ngửi thấy qua mấy lần. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó làm nó khá là mờ nhạt đấy, nó không rõ ràng bất cứ một cái nốt hương nào, nó khá là nhờ, nó khá là nửa vời. Đó. Và có một điều nữa khi mình tìm hiểu qua về chai nước hoa Le Male của nhà Jean Paul Gaultier này thì cái số lượng người sử dụng chai nước hoa này ở Pháp nó chiếm đến khoảng tầm 70% là những người thuộc giới tính thứ ba, và đây là một cái mùi hương gần như là biểu tượng của họ. Đó, nhưng mà nó thực sự là không phải là ai sử dụng đều là giới tính thứ ba đâu nha. Đấy là mình nói cái số lượng người sử dụng ở Pháp thôi. Còn ở các nước khác thì mình không rõ. Ở trong chai nước hoa này nó có một cái nốt hoa oải hương, hay còn gọi là hoa lavender ấy. Nhưng mà nó không giống với chai nước hoa Dior Homme này. Nói như nào nhỉ? Nếu mà Dior Homme thì cái nốt hoa oải hương ở đây nó được làm nó khá là điệu đà, nhưng mà nó vẫn giữ được cái sự lịch lãm của người đàn ông. Thì ở đây lại là một cái người đàn ông gọi là yêu thích những cái thứ nhẹ nhàng, yêu thích hoa, yêu thích nghệ thuật. Và có thể nói là nó hơi kiểu ái ái một chút. Đó. Nhưng mà có một cái điều khá là lạ là khi mình xịt chai nước hoa này mấy lần để mình test mùi, test cái độ bám tỏa thì có thể review cho các bạn, thì mình đi chơi mình lại nhận được khá nhiều lời khen từ cả hai giới về chai nước hoa này. Mình còn không chắc chắn, mình còn hỏi lại mấy lần là bạn thích cái mùi hương này thật sự sao? Thì người ta bảo mùi hương này dễ chịu mà, rất là thích. Mình kiểu what? Xong rồi mình cũng nghĩ là kiểu nếu mà những cái bạn ở giới tính thứ ba mà họ thích cái mùi hương này ấy, những người bạn LGBT mà họ thích cái mùi hương này thì mình cũng nghĩ là cũng có phần đúng. Tại vì những cái người LGBT, những các bạn ở giới tính thứ ba thì họ luôn là những người rất là đặc biệt, rất là giỏi giang. Và thực sự rằng là mình cảm thấy rằng họ, trong cuộc sống hàng ngày họ rất là biết cách làm chiều lòng người khác, làm người khác thích họ. Đó, nên là mình nghĩ rằng cái mùi hương này, đó là cái lý do mà họ thích cái mùi hương này. Nhưng mà thực sự là mình thì đến bây giờ thì mình vẫn chưa thể nào yêu nổi em nó. nó không hẳn là ghét, chỉ là không thích, nhưng mà mình vẫn bị ấn tượng bởi nó. Và nói đi thì vẫn phải nói lại, đây là một chai nước hoa mà có thể nói rằng nó đã rất là nổi tiếng và là chai nước hoa điển hình của nhà nước hoa Jean Paul Gaultier này. Và để công tâm mà nói một lần nữa thì với một cái giá tiền khoảng tầm trên dưới 1,5 triệu, thì với một cái mùi hương mà được nhiều người khen, nhá, chứ mình không khen, nhiều người khen, và cái thiết kế chai rất là đẹp để các bạn để trưng bày được như này, thì đây là một cái mùi hương mà bạn nên thử qua trước khi bạn thử những cái phiên bản khác của chai của nhà nước hoa này. Còn một cái điều nữa về chai nước hoa này, đó là cái phiên bản này từ năm 1995 cho đến bây giờ thì nó đã bị thay đổi mùi hương khá là nhiều, nhưng mà về cơ bản thì nó không bị quá là khác nhau, nhưng mà cái độ bám tỏa của nó thì cũng đã bị giảm hơn. Nếu như các bạn nào mua thì nếu mà tìm được những cái phiên bản cũ nó là tốt nhất, còn không thì đây mới là một cái phiên bản khá là hoàn hảo về cái độ bám tỏa rồi. Chai nước hoa tiếp theo đó chính là Ultra Male. Đây các bạn thể nhìn thấy nó. Về thiết kế thì nó không khác Le Male là mấy, tại vì nó cùng là một, đây là cái phiên bản mở rộng thôi. Đây các bạn thể nhìn thấy nhá, nó chỉ khác nhau ở màu sắc thôi. Màu em này thì nó có phần trông có vẻ kiểu bí hiểm, kiểu tối màu, rất là phù hợp với những cái, đúng với cái gu là ông hoàng clubbing, đi vào những cái chỗ tối và không gian hẹp để có thể tăng được sức sát thương. Và đây là một chai nước hoa mà mình phải công nhận, và mình đã xem rất nhiều những người bán hàng, kể cả những reviewer rất nổi tiếng ở nước ngoài lựa chọn đây là một chai nước hoa cực kỳ là hấp dẫn đó. Và khi các bạn, để mình xịt nhá, thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nó có phần hơi giống với cái bản gốc kia, nhưng mà cái mùi hương ở đây nó được làm rõ ràng hơn, được làm sắc nét hơn đó. Và cái vị trái cây, cái vị trái cây ở đây được làm khá là tốt khi nó được thêm vào, đó là nốt hương lê. Thì toàn bộ cái mùi hương này nó được làm cực kỳ là dễ chịu, cực kỳ là nịnh mũi ban đầu, khi mà lê được thêm vào này, rồi bạc hà được làm rõ nét hơn, hỏa hương được giảm xuống, thì toàn bộ cái mùi hương này nó mang đến cho mình cảm giác rất là thích thú, rất là ngon, mà kiểu đúng với kiểu mùi hương của mình nhà nào, đó là mùi hương của kẹo cao su, trái cây vậy. Và khi dry down xuống thì lê và vani kết hợp lại với nhau, nó mang đến một mùi hương rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Nếu như để mà nói, Le Male là một chàng trai chưa lớn, còn đang ở độ tuổi phát triển, chưa xác định rõ giới tính, thì cái phiên bản Ultra Male này nó là một người đàn ông, một chàng trai trưởng thành ở khoảng độ tuổi từ 20 tuổi và đã xác định được rõ rằng mình là một người đàn ông và việc của mình là phải đi chinh phục. Thì đây là một chai nước hoa như vậy, đúng với ý nghĩa như vậy. Hai phiên bản này nó khác hoàn toàn nhau và mình cực kỳ thích phiên bản này, làm rất là rõ nét, rất là sắc nét. Vani ở đây làm cực kỳ là rõ ràng và là chủ đạo của mùi hương này. Và khi dry down xuống thì vani ở đây phảng phất nhẹ, nó còn khi mà nó chỉ là mùi hương ở trên da thôi thì nó là mùi hương cực kỳ là hấp dẫn. Và nếu như có một cái điều nào chê sách về chai nước hoa này thì có lẽ rằng chai nước hoa này nó có độ bám tỏa quá là khủng khiếp. Khi mà trên da mình, chai nước hoa Ultra Male của nhà Jean Paul Gaultier này nó bám trên da mình khoảng tầm hơn 10 tiếng. Có lẽ là nó chỉ thích hợp để sử dụng vào cái việc đi bar, đi club, đi những bữa tiệc ở trong nhà thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng cái mùi hương này để có thể đi làm hàng ngày và sử dụng thường xuyên thì mình nghĩ rằng thực sự là nó không phù hợp và nó gây khó chịu cho những người xung quanh. Đặc biệt rằng nếu như bạn sử dụng chai nước hoa này vào mùa hè mà ở Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời chê, mà thậm chí là họ còn đeo khẩu trang như kiểu bạn là virus corona vậy. Nên các bạn hãy cân nhắc về việc sử dụng chai nước hoa này đúng lúc, đúng thời điểm nha. Mặc dù nó là một chai nước hoa rất tốt. À quên, về giá của em nó giá cao hơn phiên bản Le Male này một chút, nó khoảng tầm trên 1,5 triệu, khoảng tầm 1,7 triệu gì đấy. Đó là Ultra Male, một thiết kế rất đẹp. Cuối cùng đó chính là Libre. Các bạn trông cái chai này lom rom không? Thực ra thì mình mua chai nước hoa này để review cho các bạn, nhưng mà sau đó mình được tài trợ hẳn một chai full luôn. Đó, đây là chai dạng chấm nữa nhá. Nó không khác gì cái bản gốc, bản chai to này cả, nhưng mà nó chỉ là dạng chấm thôi. Và chai này là chai 7ml. Thì sau khi mình mua xong thì mình lại được một ông anh bán nước hoa tài trợ cho mình để có thể review các bạn. Đây, các bạn thấy nhìn thấy nó rất là đẹp. Đó. Và đây cũng là nơi mà mình mua nước hoa để có thể review. Thì tí nữa mình sẽ để link ở phía dưới để cho các bạn có thể tìm được và liên hệ được mua chai nước hoa này nha. Và một lần nữa thì rất cảm ơn anh Đức đã tài trợ cho mình chai nước hoa này để có thể review. Đó, đây nhá, nó có cái đế đấy rất đẹp, bạn phải cắm vào nha, bạn trưng bày. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ ra để review các bạn. Và tôi để sang bên này. Đây các bạn hãy nhìn đấy, chai này là chai có dung tích là 120ml, khá là to đúng không? Và màu nó cũng rất là đẹp. Bây giờ là bóc chinh em nó ra để review cho các bạn. Đây bây giờ này còn đầu tư hẳn cả giấy luôn để có thể review cho nó trông nó chuyên nghiệp một chút. Đấy. Ui, bắn khỏe vãi. Chúng ta nói về một chút về ngoại hình của em nó. Thì các bạn thấy rằng cái ngoại hình của chai nước hoa này thì nó khác với hai cái phiên bản trước. Thì đây là một cái ngoại hình về chai nó làm được làm bằng trong. Nó vẫn là cái thiết kế như vậy, vẫn là form của người đàn ông lực ngực to này, trong ngoài body 6 múi nữa thứ. Có thêm một cái lá chè ở dưới cái phần nhạy cảm này nữa. Đó, rất đẹp. Và mình thích cái kiểu thiết kế này hơn là cái kiểu thiết kế này. Và nếu như để này thì các bạn phải nhìn thấy cái mực nước ở bên trong, nó không phải soi như những cái phiên bản kia. Và mình cực kỳ thích cái phiên bản này khi nó thiết kế rất là đẹp. Và đây là cái phiên bản được ra mắt trong gần đây nhất, đó năm 2019, và được rất nhiều những lời khen ngợi. Thì mình đã dùng cái phiên bản chấm kia mấy lần rồi để có thể review cho các bạn. Thì các bạn có thể, khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy mùi của chai nước hoa này. Nó chỉ ghi ở trong cái trang Fragrantica là cái trang nước hoa rất là nổi tiếng ở nước ngoài. Thì ở trong đấy nó chỉ ghi có 3 nốt hương thôi. Đó là Cambergamot, đó là dừa và đậu tonka. Nhưng mà khi xịt ra thì mình thấy mùi hương này nó còn có những nốt hương khác mà mình nghĩ rằng là nó có một chút của bạc hà và một chút của hơi phấn phấn của oải hương. Toàn bộ cái vai mùi hương này khi xịt ra các bạn có thể thấy rất là giống một chai nước hoa mà mình đã từng gửi và mình đã từng review để mình có thể lấy rõ bạn. Các bạn có thể thấy rằng là hai cái chai nước hoa này khi các bạn xịt ra nó thấy khá là giống nhau luôn nha. Đó, giống cực kỳ giống với mùi cái mùi hương của chai Libre 2019 này, nó rất giống với chai Versace Eros này. Nó cũng là đậu tonka, nó cũng là bạc hà, nhưng mà ở Eros thì nó sẽ có táo, còn ở Le Beau nó có dừa. Khi cái mùi Cambergamot nó dịu xuống thì cái mùi dừa nó sẽ khá là kiểu hơi béo béo một chút. Xong rồi khi mà dry down thì các bạn sẽ thấy đậu tonka rất là rõ ràng. Mặc dù cái vai đậu tonka này thì nó xuất hiện ngay từ đầu, nhưng mà khi dry down xuống thì hai cái mùi của dừa và đậu tonka này nó tạo ra một cái mùi hương khá là béo, nhưng mà nó không bị kiểu là ngọt lợ. Tại vì khi mình đọc cái nốt hương ở trên trước khi nó ra mắt thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó sẽ rất là ngọt và mình sẽ không thích, tại vì mình không phải là cái gu háo ngọt. Nhưng mà sau khi mình xịt khoảng tầm 4-5 lần thì mình thấy rằng cái mùi hương này nó không bị ngọt lợ, và mình nghĩ rằng đây là một cái phiên bản đánh giá phát triển khá là tốt so với những cái phiên bản gần đây ra mắt. Mặc dù nó không được thành công nhưng mà đây là phiên bản mình đánh giá rất cao. Khi mà cái tổ hợp mùi hương của chai Le Beau này thì nó mang đến một cái mùi hương ngọt nhưng mà không bị lợ. Nó rất phù hợp, nó khá là fresh, nó rất là mát mẻ, mà các bạn có thể sử dụng rất tốt vào trong mùa hè cũng được. Nếu như các bạn cân nhắc về số lần xịt, còn nếu mà mùa đông nó khá là ok. Mình nghĩ rằng cái phiên bản Le Beau này thì các bạn có thể sử dụng vào những cái bữa tiệc ở ngoài trời. Nếu như Ultra Male là một cái chai nước hoa mà các bạn lựa chọn sử dụng vào trong những cái quán bar, quán pub, những không gian hẹp, thì Le Beau nó là một cái phiên bản mà các bạn thể sử dụng vào những cái bữa tiệc ngoài trời, những bữa tiệc ngoài bãi biển cực kỳ tốt. Một mùi hương khá là fresh, chứ nó không bị khó chịu, không bị ngọt quá như là vani này. Nhưng mà về cái độ bám tỏa của em nữa, của Le Beau này thì thực sự rằng nó bám tỏa rất là tốt đó, nên là cái việc cân nhắc nó sử dụng hàng ngày thì mình cũng không khuyên các bạn nên sử dụng hàng ngày. Chỉ nên là những cái bữa tiệc ngoài trời, mà những ngày nào mà các bạn di chuyển ở ngoài trời nhiều, hoạt động ngoài trời nhiều thì các bạn để sử dụng chanh hoa này. Và cái việc sử dụng nó thường xuyên thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ gây nhàm chán với cái mùi hương này, tại vì mùi hương này thực sự là nó với mình nó không quá đặc sắc, nên là lựa chọn nó là một chai nước hoa sử dụng hàng ngày và thường xuyên thì mình nghĩ rằng đây không phải là một cái lựa chọn tốt. Với những chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier này thì mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp vào những buổi đi chơi, những buổi hẹn hò hơn là sử dụng hàng ngày cho các bạn đó. Và về giá tiền của em này thì em này nó có giá, mình nhớ không nhầm, tầm 1,8 triệu 9 gì đó, gần 2 triệu đồng thôi. Tất cả những nhà nước hoa này thì mình chưa thấy chai nào đâu có giá hơn 2 triệu đồng cả. Và cụ thể thì các bạn để tham khảo ở cái đường link Facebook của anh Đức tài trợ cho mình chai hoa này để các bạn có thể hỏi mua ở đó. Đây là một nơi khá là uy tín mà mình đã từng mua qua khá là nhiều lần. Và đó là 3 chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier mà các bạn có thể dễ tìm kiếm trên thị trường Việt Nam. Một mùi hương khá là ok và các bạn nên thử qua những chai nước hoa này. Đầu tiên đó là Le Male, Ultra Male và Le Beau. Giá tiền của nó khá là hợp lý, và nếu như bạn nào đã sử dụng hữu qua một trong những chai này hay là những chai nước hoa nào khác trong 52 chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier này thì các bạn hãy comment cảm nhận ở bên dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình phát triển hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.